chào quý khán thính giả, tôi là Joe Dovin, điều hợp chương trình What's Going On, chuyện gì đang xảy ra với ông phó giám đốc ngân hàng US Metro Bank, Nguyễn Tấn Duy. Nguyễn Tấn Duy xin chào khán giả của đài Việt Mỹ TV và xin chào tiến sĩ Joseph Dovin. How are you today? Another week. Sorry we missed last week, bởi vì chương trình quá bận rộn. Nhưng mà chúng tôi vẫn theo dõi tình hình rất là chặt chẽ, đặc biệt về Tổng thống Obama sang Việt Nam cũng như là đi các quốc gia Á Châu. Đầu tiên về Việt Nam thì anh Duy nhận định như thế nào về chuyến đi của ông Tổng thống Obama kỳ này? Kỳ này ông Tổng thống Obama qua thăm nước ở Việt Nam chúng ta thì cái chuyện thăm viếng này chỉ có giúp cho Đảng Cộng sản thôi. Chỉ có thể là kéo dài cái sự cai trị của Đảng Cộng sản với lại Việt Nam chứ không có giúp được cho người dân chúng ta chút xíu nào hết. Tại vì cái đầu tiên ông Tổng thống đưa ra là lift cái embargo, cái cấm nhận về bán vũ khí cho Việt Nam. Mà của chúng ta cũng đã thấy từ khi mà 2014-2015 Mỹ đã rút cái cấm nhận bán vũ khí, mà những cái vũ khí đó thì thường thường họ đâu có dùng để bảo vệ nước Việt Nam mà chỉ dùng để đàn áp người dân Việt Nam. Nên cái đó chứ không có giúp cho người dân thay đổi cái chế độ của Việt Nam chút xíu nào, họ chỉ giúp cho Đảng Cộng sản để tiếp tục khai trị và độc tài ở Việt Nam thôi. Thưa quý vị, thứ nhất là vấn đề mà không còn cấm vận, tức là tháo gỡ lệnh cấm vận để mà có thể bán vũ khí sát thương cho Việt Nam như Tổng thống Obama vừa mới cam kết với phía Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta nhận định một cách khách quan thì thấy cũng không có lợi cho người dân, giống như anh Duy đã vừa nêu lên. Thứ nhất, nó tạo ra một cái sự tranh đua vũ khí, một cái arms race mới và một chiến tranh lạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc với sự hy sinh và đóng góp quá đáng của người dân Việt Nam phải đóng vào những ngành khoản để bởi vì tiền đâu mà ra để mà mua những vũ khí đó, và những vũ khí đó sẽ sử dụng đối với ai. Nếu mà nói để đánh Trung Cộng thì chúng ta chưa thấy cái chuyện đó có thể xảy ra. Mà ngược lại, những cái vũ khí đó có thể lọt vào tay của quân đội nhân dân Trung Cộng, chứ không phải không nhất thiết là quân đội nhân dân của Việt Nam. Và đồng thời những vũ khí đó để quay lại bắn người dân, chứ không phải là để bảo vệ người dân. Thì người dân thì đó là điều chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta biết rằng Tổng thống Obama cũng đọc vấn đề nhân quyền với Việt Nam, nhưng mà chỉ một cái hình thức mà thôi. Tuy vậy, chúng tôi cũng chúc mừng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được thả về, và cũng rất là mừng là ông được lại hưởng lại cái không khí bên ngoài. Tuy nhiên, nếu mà nói tự do thì chưa phải là tự do, cũng như là Linh Mục Lý cũng rất là yếu và sức khỏe suy sụp rất nhiều sau nhiều năm tháng, 6-7 năm đã bị giam tù. Thì anh Duy thấy rằng cái vấn đề nhân quyền còn là một vấn đề của Việt Nam mà chúng ta thấy không có gì cải thiện mà chỉ là những hình thức thôi. Đúng. Thì cái thăm viếng của Tổng thống Obama kỳ này á, Đảng Cộng sản Việt Nam không có thả cho một những người tù chính trị gì hết, chỉ có thả Linh Mục Lý, mà cái này sẽ đi ra sớm trước mấy tháng thôi, chứ không phải là muốn thay đổi. Cái này chỉ là một cái cách để họ nói chúng tôi đang muốn thay đổi cái quyền lợi của người dân và những người tù binh chính trị. Và cái này là chỉ một cách để cho Đảng Cộng sản Việt Nam để là tiếp tục ăn hối lộ và dùng lợi quyền lợi của người dân để tiếp tục cũng như là hãm hết tài sản của người dân Việt Nam thôi. Vâng, và chúng ta thấy thực sự Cộng sản Việt Nam không có cải thiện về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo, đàn áp nhân quyền và những người họ cầm giữ, như là anh Duy mới nói là thả về sớm vài tháng không phải là giảm đi cái bản án, và đồng thời còn rất là nhiều người đang bị cầm tù, những tù nhân lương tâm mà họ không muốn đi ra nước ngoài, nhưng mà Cộng sản Việt Nam muốn áp lực đẩy họ ra nước ngoài, đi qua Hoa Kỳ hay các quốc gia khác để giảm đi cái sức ép trong cái cuộc đấu tranh cho một cái xã hội tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Thì chúng ta thấy rằng những cái hình thức đó Cộng sản Việt Nam đã làm mười mấy vài chục năm nay, và chúng ta thấy cái đó không phải là cái cách để mà giải quyết những cái nạn tệ xã hội, những vấn đề tham nhũng, độc tài, độc đảng của Cộng sản Việt Nam trong nước. Mà có một chuyện mắc cười nữa là những nhà đấu tranh cho tự do cho Việt Nam đã có hẹn với lại Tổng thống Obama, nhưng mà Đảng Cộng sản và những người công an không cho họ tới để gặp. Bằng những cái tổ chức xã hội dân sự, hoặc là những cái báo chí, những cái cơ quan và tổ chức báo chí độc lập thì cũng đã không được tiếp xúc. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự đàn áp ở dưới Trần Đại Quang, người thủ tướng mới, cũng không khác nào dưới thời Nguyễn Tấn Dũng hoặc các thủ tướng Cộng sản Việt Nam trước đây.
Và chúng ta cũng rất là buồn khi thấy rằng cái đảng Cộng sản bây giờ không chỉ là một đảng độc tài mà còn là một đảng Marco. Vì sao? Chúng tôi dám nói điều đó bởi vì khi mà tiếp xúc một tổng thống Hoa Kỳ như vậy, họ đưa ra những người gái đẹp để mà nhảy nhót, để mà làm trò. Tại sao mình là một cái quốc gia văn minh, mình phải đưa trai thành gái tú, có nam có nữ đàng hoàng. Còn cái này đưa ra một bầy con gái để mà tiếp tân như vậy, nó nhìn giống như là một cái đảng Marco không khác nào. Mà cái đó là một cái nhục cho một quốc gia, mà ngoài Việt Nam là một cái nhục, mà ngoài nước Mỹ là một cường quốc trên thế giới hiện giờ cũng là một cái nhục. Tại vì nếu mà chúng ta so sánh lúc mà ông Tập Cận Bình của Trung Quốc đến thăm viếng Việt Nam, thì lúc mà ổng xuống máy bay á, là hai bên có quân đội đứng rất là nghiêm chỉnh, lúc cũng là đón chào một người lãnh đạo của một quốc gia lớn để thăm Việt Nam mình. Mà lúc mà ông Obama xuống máy bay của Air Force One á, không có thấy ai hết, không có thấy một quân đội nào nghiêm túc để chào đón một người tổng thống của một quốc gia rất là mạnh, chỉ đưa ra những cái nhóm mà muốn ăn định bợ và một những cô gái để trao bông này nọ thôi. Cái đó là một cái nhục nhã của ông Obama, mà cái này là không phải lần đầu tiên. Cái này là chúng ta đã thấy mấy tháng trước ông đi thăm Cuba cũng như vậy, không có một người nào đón chào, mà tổng thống của Cuba cũng không có đón chào. Cái đó là một cái nhục nhã. Thật sự là vì tổng thống Obama chỉ còn vài tháng nữa hết nhiệm kỳ, và ông hứa hẹn rằng những cái người thủ lĩnh quốc gia tổng thống Hoa Kỳ tương lai cũng sẽ rất tốt cho Việt Nam, rất tốt với đường Việt Nam. Ông chỉ có những cái lời hứa hẹn ngoa vậy thôi, bởi vì ông không còn tài chức nữa, và ông không có khả năng gì để mà chế tài bất cứ một cái vấn đề gì, hay là ký một cái hợp đồng nào, ngoài việc ông chứng kiến bên Boeing ký bán cho Vietjet Air một tỷ mấy chục chiếc máy bay phi cơ của Boeing. Thì đó là một cái gọi là trao đổi mậu dịch, một cái sự gọi là đổi chác mua bán với nhau, và Việt Nam cũng chẳng có bao nhiêu tiền để mà mua những cái số tiền đó rất là lớn, và họ cũng chỉ trả góp trả dần, rồi khi mà delivery hàng tới đây đâu thì họ trả tới đó. Thì những chiếc máy bay đó chúng tôi nghĩ rằng họ chỉ đặt mua để mà các cán bộ đảng Cộng sản phi tán bay ra nước ngoài cho nó nhanh, bay cho lẹ, bay cho sớm, trước khi Trung Cộng nó sẽ hoàn toàn chiếm lấy lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Cộng sản Việt Nam và các cán bộ, các lãnh tụ của họ không có cái chọn lựa nào khác, vì cho rằng họ có những vũ khí sát thương do Hoa Kỳ bán cho, cũng là một cái hình thức là đè trên đầu trên cổ người dân. Được. Bắt người dân phải chịu những cái món nợ lớn đó, để những cán bộ tham nhũng bòn rút cái số tiền đó, và những vũ khí dùng quay bắn người dân và quay qua đêm dân hiến cho Trung Cộng, không có gì khác hơn điều đó. Thì những chiếc máy bay của Boeing sẽ bán cho đảng Cộng sản, thì lúc đó những chiếc máy bay đó chỉ chở tài sản và gia đình của những người trong đảng và cán bộ để bay. Thành ra những người trong nước, người dân nghĩ rằng chà, bây giờ đảng Cộng sản có tiền để đặt mua máy bay 100 mấy chục chiếc là phục vụ cho dân sự. Quý vị lầm. Những chiếc máy bay đó sẽ chở cán bộ Cộng sản bay ra nước ngoài, bòn rút và lấy rất là nhiều tiền đi ra nước ngoài càng nhanh càng sớm, chưa thế thôi. Còn vũ khí họ để lại để mà đàn áp người dân. Quý vị sẽ thấy những lời chúng tôi nói y như là những lời tiên tri sẽ xảy ra, cũng như tất cả những gì chúng tôi nói trên truyền hình này đã xảy ra, như chúng tôi đã lượng định trước đây vài tháng. Ok. Thành ra chúng tôi muốn nói thêm một cái đề tài này, nó cũng khá là buồn, nhưng mà chúng tôi phải đặt vấn đề với tuổi trẻ Việt Nam, bởi vì có một cái hình thức town hall meeting với Tổng thống Obama, trong đó đưa ra những nhân vật, những người trẻ mà chúng tôi thấy một cái hình ảnh rất là xấu, về rất là tiêu cực về những tuổi trẻ Việt Nam. Xin anh Duy cho biết anh nhận thức về thế nào về sự gặp gỡ đó. Tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta bây giờ không phải như là tuổi trẻ những thế hệ trước nữa. Bây giờ họ chỉ muốn đeo đuổi thời trang, đồ mớ, đồ hiệu, xe đẹp, chứ không phải lo về chuyện nước. Tại vì cái đó là chế độ của Cộng sản, họ làm cái xã hội như vậy rồi. Nên những thế hệ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái văn hóa của Việt Nam chúng ta không còn như là như ngày xưa nữa. Và hôm nay, những người tuổi trẻ Việt Nam đi gặp một tổng thống của nước Mỹ mà không có nói chuyện gì về cái môi trường của Việt Nam chúng ta đang bị Trung Quốc và Đài Loan phá. Tự do của người dân không có, những người ăn học ở Việt Nam không có việc làm, mà và không có nói những cái chuyện đó, chỉ nói về chuyện vớ vẩn thôi. Vâng, để chúng tôi đi sâu vào vấn đề.
những vấn đề của tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay là về giáo dục, về trường trại. Không có một cái trường đại học đáng nghĩa, một cái trường đại học trên đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, không có một cái trường đại học đáng nghĩa là một trường đại học. Tại học đại học về đảng không ạ? Quý vị đang tranh đấu cho chuyện gì đây? Tại sao không đặt vấn đề với Tổng thống Obama về những cái trường hợp? Những cái quan trọng nhất của một cái trường đại học là gì? Trường đại học ngoài cái sự tự do về về tư tưởng, đúng, về cái sự giáo dục để nâng cấp, chứ không phải là bằng dỏm để in những cái bằng dỏm, bằng tiến sĩ, bằng cái gì bằng dỏm, không phải là để in những cái bằng đó, và không phải để học các Marx Lenin để cho mà nhồi nhét tư tưởng để mà nói như vậy. Những cái trường đại học đúng nghĩa là phải có những cái campus lớn, phải có những cái cộng đồng trí thức, những người trí giả, những người có thể hướng dẫn con em mình đi lên trên một cái thế hệ mới theo một cái lý tưởng nào đó, và có nơi để tụ tập hoạt động để nói lên tiếng nói của mình, kể cả biểu tình. Chúng ta thấy trên đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, không có một trường đại học, không có một cái university campus đáng nghĩa để mà chúng ta thực hiện những cái điều đó. Thì tuổi trẻ ngày nay đang đấu tranh cho cái gì? Điều thứ hai, khi biển đang chết, cá đang chết, thì những người trẻ này có nêu lên vấn đề Formosa, có nêu vấn đề cá chết với Tổng thống Obama không? Không. Họ làm gì? Họ rap cho Tổng thống Obama nghe. Mà ở Hoa Kỳ này, chính ngay Hoa Kỳ này không có một người nào rap cho Tổng thống Obama nghe. Tại vì sao? Bởi vì đó là cái văn hóa tiêu cực, đó là cái văn hóa thấp, tức là cái tuổi trẻ Việt Nam không hiểu gì cả. Ngay ở Hoa Kỳ này không có ai rap cho Obama nghe, ông phải đi qua tới Việt Nam để có người rap cho ông nghe. Đó. Thay vì trả bài ngày xưa khi mà các sứ, các lãnh tụ lãnh cứ khác tới, thì là có những người học giả, những người lên nói những cái lời khôn ngoan, trí tuệ để người ta khâm phục cái nước chúng ta. Có những người trí thức đọc thơ văn thi phú, nói một hai câu đi lọt lỗ tai để người ta sợ và người ta kính nể mình. Này ra thì nói những cái điều mà để người ta khinh bỉ và coi thường. Thì những tuổi trẻ ngày hôm nay là một cái sự xấu hổ. Xấu hổ trên đất nước. Không đấu tranh và không lo ăn học. Chỉ có ăn chơi đú đỡn là giỏi. Đấy. Là con ông cháu cha đi muốn đi kiếm tiền cho nhiều, phè phỡn thôi. Và đã mất nước, đã và đang mất nước trong tay những người trẻ ngày hôm nay đang làm mất nước. Quy trách nhiệm tất cả thế hệ từ 30 mấy trở đi, sinh sau 75, không có dính dấp vào chiến tranh Việt Nam. Nhưng họ đang làm mất nước Việt Nam, và trách nhiệm đó nằm trên đôi vai của những người trẻ ngày hôm nay. Chúng tôi đang nói với tuổi trẻ Việt Nam đây. Là một cái hình ảnh rất là tiêu cực, rất là xấu hổ cho đất nước. Có những người trẻ không có bằng cấp, ăn nói không ra câu ra kệ, đi rap cho Tổng thống Obama nghe để làm gì? Trong khi cá chết biển chết không nói, trong khi nhân quyền không đấu tranh, trong khi độc tài độc đảng không lên tiếng để mà giải tán, thì các người trẻ đó có xứng đáng là những người Việt Nam, con dân Việt Nam yêu nước hay không? Hay là những người trẻ đó là những người đáng phải bị chê trách và chỉ trích? Mà tiến sĩ Joseph, trong những người mà đi gặp, những người tuổi trẻ mà đi gặp Tổng thống Obama bữa hôm thứ Tư đó, là những người đó là ai? Là những người gian giả hay là những con của cán bộ? Chúng ta phải học. Nếu mà con có cán bộ chúng thì chúng ta không có chắc được mấy cái đó. Không quan trọng cái chuyện đó. Bởi vì người trẻ là người trẻ. Tôi không cần biết cha mẹ quý vị là ai. Quý vị sanh ra quý vị là một cái tờ giấy trắng. Ok. Quý vị có cái tự do trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động. Và quý vị có cái trách nhiệm. Đừng nói rằng tại vì cha mẹ tôi là đảng cộng sản, là cha mẹ tôi là cán bộ cho nên tôi như vậy. Sai, hoàn toàn sai. Và không những chỉ những người đó mà tiếp xúc với Tổng thống Obama, những người dân giả cũng có thể tiếp xúc và có quyền lên tiếng trước và sau chuyến đi của Tổng thống Obama. Bởi vì cuộc đấu tranh này là của người dân Việt Nam. Ông Obama có đó vài ba ngày không thành vấn đề. Đây là tôi nói chúng tôi về nói về tuổi trẻ Việt Nam. Nhưng mà chết học khá đó, những cái tuổi trẻ bây giờ đó, là nhất là những người con của cán bộ đó, họ đã quen cái lối sống rồi. Họ không có họ chỉ biết là có tiền bạc xài thôi. Ngoài yêu nước, lo về môi trường hay văn hóa, những cái đó không có quan trọng với họ, tại vì họ đã có chén cơm trong tay rồi, nên đối với họ những chuyện khác là thừa. Và còn những cái tuổi trẻ thì chúng ta cũng dư thừa biết. Đúng. Nhưng mà thành phần đó là thiểu số, không phải là hoàn toàn. Ở đây Việt Nam chúng ta có 90 triệu dân, trên đó 40 mấy triệu dân là dưới tuổi 40. Nhưng mà thì chúng ta đang nói với tuổi trẻ Việt Nam nói chung, không nói với con em cán bộ là cái chuyện riêng của họ. Chúng ta nói chung với những người trẻ, và những người trẻ có internet, có phương tiện để mở con mắt ra.
để mà nghe những cái video từ nước ngoài, để mà biết cái chuyện người từ nước ngoài, cũng như là mở con mắt ra để sống với thế giới. Và chúng ta phải tiếp tục theo dõi cái tình hình tại Biển Đông, tại Á Châu, Nam Đông Á, về vấn đề TPP, về vấn đề Hiệp ước Thương mại này kia. Các người trẻ đó phải cần nâng cấp những cái giáo dục, nâng cấp về đạo đức để gì? Để họ có thể gìn giữ đất nước trọn vẹn, lãnh thổ trọn vẹn, tự độc lập và tự do dân chủ. Không thể nào cứ ưu lì như thế này mãi. Quý vị sinh sau 75, tôi nói với các em, năm nay đã là 41 tuổi và là thành phần đa số trong nước Việt Nam từ tuổi 40 trở xuống, là trên 40 triệu thanh niên, đàn bà, con gái. Đừng để đảng Cộng sản, đảng Ma Cô buôn bán quý vị như một món hàng. Tôi nói với tuổi trẻ, tôi không nói với con em cán bộ làm gì. Tôi nói với tuổi trẻ Việt Nam, những người có mắt có tai, nghe mà mở mắt mở tai ra và hành động. Thì như là tiến sĩ mới nói, những tuổi trẻ mà muốn có cái lòng, có cái lòng mà để yêu nước, mà muốn đấu tranh á, mỗi lần họ lên tiếng là sẽ bị bắt, sẽ bị đàn áp và sẽ bị đi, cũng như là đi vacation, đi nghỉ mát một thời gian lâu dài. Những người đó mới mở miệng thôi đã bị như vậy rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nếu mà chúng ta đấu tranh, chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Bất cứ nơi nào trên thế giới này, không riêng gì ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ, khi chúng ta tranh đấu, chúng ta có lý tưởng, chúng ta có hành động, thì chúng ta có thể bị đàn áp, chúng ta có thể bị kết tội, và chúng ta có thể bị sát hại. Đúng. Nhưng sự hy sinh đó, lịch sử sẽ ghi danh và dân tộc sẽ tôn vinh quý vị cho đến khi nào không còn một dân tộc, một đất nước Việt Nam nữa. Cho nên chúng tôi nhắc quý vị trẻ, chúng tôi nói với những người sinh sau 75 trong chương trình này, hãy ý thức, hãy sáng mắt ra, hãy hành động cho chính quý vị, không cho ai hết. Bởi vì quý vị trên 40 triệu dân, đừng để mất nước trong tay thế hệ này như là quý vị đang để mất. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình What's Going On, sẽ trở lại trong phần 2 sau phần thông tin quảng cáo.